Thưa quý vị, khai thác triệt để ưu điểm của công nghệ số để phát triển là yêu cầu nhiệm vụ tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng nhờ biết tận dụng công nghệ mà nhiều chị em phụ nữ đã tích lũy được kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đây là hình ảnh những người thợ đang làm việc tại cơ sở bánh tráng đa Hưng Thịnh. Trăn trở trước sự cực nhọc, vất vả của nghề làm bánh tráng truyền thống. Cách đây 4 năm, chị Trịnh Thị Bích Thuận đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua máy móc thiết bị nhằm chuyển hóa quy trình sản xuất chuyên nghiệp, đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm như bánh tráng đa, bánh mè, bánh ớt. Hiện đều đặn mỗi ngày từ 5 giờ đến 11 giờ sáng, gia đình chị sản xuất từ 5.000 đến 6.000 chiếc bánh, tương đương 2 đến 3 tạ gạo. Công suất tăng gấp 8 lần so với làm thủ công. Bánh tráng ra lọn ngon và đẹp hơn. Chị Thuận còn tận dụng các nền tảng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, nên đơn hàng ngày càng nhiều, lợi nhuận mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng. Trên bán hàng thì nó cũng rất là hiệu quả cao, khách hàng ở đâu người ta cũng biết đấy, đã tìm đến cho mình á. Nhưng mà ở đây Bà Rịa Vũng Tàu mà khách Quảng Bình, Quảng Nam rồi miền Tây đồ ta cứ đặt hàng như vậy đó. Nói chung là trang bán hàng nó chạy nó quảng cáo rất là cao, khách người ta là tự tìm đến mình á thì nó sẽ hiệu quả hơn là mình tự mình đi cầm từng cái bánh mình đi tới nơi mình chào hàng như ngày xưa. Cầm tới nơi á rất là khó, nhưng mà người ta tìm tới mình á thì nó lại dễ, nó dễ chịu hơn. Hồi xưa là đi chào hàng là cầm từng cái bánh nướng đem tới từng nơi, từng quán nhậu rồi chào từng cái, người ta cũng làm khó mình dữ lắm. Ngoài việc kinh doanh trái cây, chị Bùi Thị Ni ngụ ấp 2 Đông, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc còn sản xuất hạt điều rang muối để tăng thu nhập. Thời gian đầu chị Ni chỉ cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng địa phương nên lợi nhuận chỉ khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2021 đến nay, chị khai thác các mạng xã hội qua kênh Zalo, Facebook để quảng bá sản phẩm, tăng doanh số bán hàng. Nhờ đó lợi nhuận tăng lên gấp 3 lần và tạo việc làm cho 4 lao động địa phương. Cách đây mấy năm là nhà em sử dụng bằng cái kênh truyền thống, miệng bằng miệng giới thiệu cho nhau thôi. Từ khi là cái xã Bầu Lâm mình bên xã về bên phụ nữ là sẽ có hướng dẫn và giúp đỡ em, nói chung là tạo điều kiện cho em để em biết thêm cái thông tin là mình bán thêm là mạng này, TikTok này, Zalo này, rồi là Shopee, để em thấy là cái doanh thu của em mỗi ngày nó chừng nó khá hơn rõ ràng luôn á. Mình bán từ tầm 1 tấn nó lên 2 tấn đến 3 tấn thì nó như vậy là em thấy là có khả quan rồi. Về cái online bây giờ vậy em thấy là càng ngày em tiếp cận nhiều thì em thấy nó dễ chứ nó không có nha. Hồi trước thì em biết em khó thiệt, mà từ ngày em tiếp cận bên mấy chị nó có một góp ý rồi bên hội phụ nữ giúp đỡ nhiều thì là em cũng có điều kiện để tham gia rồi các tỉnh này rồi huyện như vậy, loại mình mang thêm kiến thức rồi mình mới đưa cái sản phẩm mình đi ra nhiều hơn. Hội phụ nữ huyện cũng có đã thành lập cái trang là cung ứng sản phẩm an toàn trên huyện Xuyên Mộc. Địa bàn huyện Xuyên Mộc thì hội phụ nữ xã cũng hướng dẫn cho hội viên đăng tin, viết bài và đăng những cái sản phẩm của địa phương lên những cái trang Facebook, Zalo, rồi những cái trang cung ứng sản phẩm của huyện Xuyên Mộc thì để tăng thu nhập cho chị em hội viên và tạo những công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế. Để ổn định và phát triển cuộc sống sau khi lập gia đình, năm 2020, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã chọn kinh doanh quán cà phê tại quê nhà thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Chị Tuyết mạnh dạn áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã, chuyển khoản, dùng mạng xã hội như kênh quảng bá quán cà phê, tương tác và thu hút khách hàng. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, việc quản lý quán của chị thuận lợi, đạt hiệu quả và mang tính hiện đại hơn. Người ta chuyển khoản cho mình thì mình khỏi giữ tiền mặt nhiều, đỡ trộm cắp gì đó. mình cũng không để tiền mặt trong quán nhiều. Và cũng tiện nếu mình làm thẻ bên ngân hàng, người ta đã cấp cho mình một cái mã QR để cho mình tiện lợi trong việc chuyển khoản. Tại tất cả mọi người đó, những bạn học sinh cũng có mã QR, mấy bạn cũng chuyển khoản rồi, người lớn tuổi họ cũng vẫn xài mã QR nhiều. Để hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 100% hội phụ nữ cấp huyện, cấp xã đã thành lập và khai thác hiệu quả các fanpage, mạng xã hội, Facebook, Zalo, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, cũng như hỗ trợ phụ nữ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong tổ công nghệ số cộng đồng. Đây cũng là lực lượng nòng cốt triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, là thành viên chính của tổ công nghệ số cộng đồng các cấp. Hiện toàn tỉnh có 82 trên 82 xã phường thị trấn, thành lập 503 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 3.000 thành viên, trong đó có gần 30% thành viên thuộc hội phụ nữ. Các thành viên thuộc hội phụ nữ không chỉ hỗ trợ hội viên phụ nữ tạo tài khoản dịch vụ công, tiếp cận sử dụng và nộp tra cứu hồ sơ nộp trực tuyến, hướng dẫn thực hiện ứng dụng định danh điện tử VNEID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo cái nghị quyết của Trung ương là chúng ta thực hiện 50% cái khâu đột phá về thực hiện cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động hội. Thì đối với hội thì chúng tôi cũng tuyên truyền triển khai cho các chi hội là chúng ta thành lập cái nhóm Zalo của chi hội cũng như là cái trang Facebook, trang fanpage của hội để tuyên truyền các cái hoạt động của hội. Thì mạng xã hội thì nó là một cái trang mạng ảo và nó cũng có cái lợi của nó, nhưng bên cạnh cái lợi thì nó cũng có cái hại của nó. Thì để mà hội mà triển khai các cái thông tin chính thống mà lên trên cái trang mạng xã hội thì chúng ta phải chọn lọc và chúng ta phải định hướng để cho cái người mà đưa cái thông tin lên mạng xã hội thì nó đảm bảo là mang cái công tác tuyên truyền cũng như là định hướng các cái hoạt động mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của hội. Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hội các cấp về nghiệp vụ vận hành phần mềm quản lý hội viên, kỹ năng viết tin bài tương tác trên các trang Facebook, hội nhóm Zalo. Các cấp hội phụ nữ cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm trang bị cho cán bộ hội viên các kiến thức xây dựng kế hoạch kinh doanh trên nền tảng số, truyền thông thương hiệu trong môi trường kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, livestream, video marketing, bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam. Hội khuyến khích chị em ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới tương tác, thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời đại công nghệ số. Chị em đăng bài là bạn em có chia sẻ những cái bài viết đó, người này chia sẻ là tới bạn khác chia sẻ vậy đó. Thì cái bài của em nó cứ duy trì liên tục ở trên cái kênh cá nhân của em á. Thì nói chung là cái thời điểm đó em nghĩ là ai cũng lướt Facebook nhiều nên cái bài của em nó tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được. Người này chia sẻ cho người kia thì nó sẽ nhân rộng lên thì cái thứ nhất là em không tốn chi phí mặt bằng, thì khách hàng đặt thì em chỉ việc em giao khách hàng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có các cái lớp tập huấn cũng như là các cái buổi trao đổi hướng dẫn đối với cán bộ hội cơ sở cũng như là hội viên phụ nữ, làm sao đó để họ có thể có cái cách cũng như là cái kỹ năng để mà sử dụng các cái trang mạng để hiệu quả và an toàn hơn. Và đặc biệt là chúng tôi đang mở rộng cái tỷ lệ hội viên phụ nữ cập nhật vào trong các cái trang fanpage của phụ nữ huyện và phụ nữ các xã thị trấn cũng như là phụ nữ tỉnh, và đặc biệt là cái trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ở trên đó có rất nhiều các cái thông tin mà liên quan tới hội viên phụ nữ rất là nhiều, và ở trên đó thì hội viên phụ nữ có thể học hỏi để chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như là những cái mô hình từ những cái địa phương khác. Dù ở tuổi nào, trong lĩnh vực nào, các chị em vẫn không ngừng nỗ lực học hỏi để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ số và hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiếp cận gần hơn khách hàng. Ứng dụng công nghệ số là cần thiết, phù hợp với nhu cầu của xã hội và là cơ hội để phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Chuyên mục Công nghệ và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.